được không? Nước nó lên này thì chắc không biết bao giờ nó rút. Thủy điện nó xả lũ này thì chắc độ tuần mà nước không ấy thì khả năng là cây cối sẽ bị chết. Cây ở đây mình trồng chủ yếu cây ăn quả và rau màu, cũng là nhiều. Nhà mình đây có diện tích nó khoảng 2 mẫu, nước đang tràn vào hết vườn. Thời tiết hôm nay lũ lên sớm quá, tại vì bình thường giờ từ đầu năm giờ là lên 2 trận rồi, trận này trận thứ 2 do xả lũ thì là lên cao hơn từ trước. Nói chung là những cái ngày mà không xả lũ thì là người dân vẫn đi lại theo cái lối mòn lối mở thôi, chứ còn lúc lũ lụt là phải đi thuyền mà đi đò. Rõ ràng là đi lại và vận chuyển nông sản và xe cộ đi lại là nó cực kỳ là khó khăn. Chứ còn nó xả lũ như này thì nó ngập có năm thì hàng tháng, có năm thì nó chỉ 5-7 ngày. Năm nay là nó lớn hơn so với mọi năm. Đi được không?